Vâng, xin chào toàn thể anh em trở lại với Điện tử Tắm Hoa. Thì hôm nay bên em tiếp tục lại giới thiệu đến toàn thể anh em về một dòng vang cơ, đó là một mẫu vang cơ có tên là Lake, mã sản phẩm là FX8. Thì báo cáo anh em là lô này bên em vừa về này, vừa về xong lô này khoảng 20 con thôi, không có nhiều. Thì với cái mẫu vang Lake FX8 này thì phải nói là hát karaoke cái phần echo gì vợt, phần echo hát phải nói là rất là mượt mà, tiếng chắc sáng đó. Thì vừa về xong em bóc ra là test thử luôn, chất âm rất là hay đó. Giá cũng rất là êm, báo cáo anh em là giá cũng rất là ok. Thì đây là cái mặt trước của nó này đó. Đây là cái mặt trước của dòng vang Lake FX8 này. Thì lát nữa em sẽ báo giá cho anh em. Thì trước khi báo giá em xin giới thiệu qua cách sử dụng cho những anh em chưa thành thạo sử dụng vang cơ. Thì anh em quan sát, đây là cái mặt trước của chiếc vang Lake này. Đây là ba cái volume to nhỏ. Thì cái volume đầu tiên này là cái volume chúng ta chỉnh phần music, phần nền nhạc nhé anh em nhé. Đó, phần nền nhạc to nhỏ là anh em chỉnh cái này. Cái nút thứ hai này, cái volume thứ hai này là chúng ta chỉnh phần mic, to nhỏ của mic. Đó. Cái volume thứ ba này là anh em chỉnh phần echo reverb. Cái phần echo reverb này khi anh em chỉnh lên là làm sao mà chúng ta thẩm âm lắng tai, chúng ta thẩm âm nghe làm sao mà để cái chế độ nó vừa phải tùy theo cái ý thích của mỗi anh em. Đó. Chứ không nhất thiết là anh em phải chỉnh như thế này mới là đúng hay là chỉnh thế kia mới là đúng. Do chất giọng của mỗi người, do chất giọng của mỗi người thì anh em chỉnh làm sao mà cho nó hợp với cái chất giọng của mình thì là ok. Đó, đây là phần chỉnh echo. Đó. Thì tiếp theo thì anh em khi chúng ta chỉnh cái phần anh em muốn chỉnh cái phần nền nhạc tại mặt trước của vang thì anh em cái chiếc vang này nó có theo một cái tô vít nho nhỏ để chúng ta chỉnh. Thì đây là cái phần chúng ta chỉnh cái check nhiều check ít. Đấy. Hay là chúng ta còn gọi là phần âm cao, âm thấp. Đây là phần âm cao, nghĩa là phần check, check nhiều check ít. Và đây là cái giải chung. Đây là giải bass. Chúng ta thích bát nhiều bát ít. Đấy. Chúng ta thích cái giải bát nó đánh ra nó phát ra loa bát nhiều bát ít thì chúng ta chỉnh ở đây. Đó. Đây là phần ba cái phần này là của nền nhạc này. Còn tiếp theo đây là cái phần giải cao, nghĩa là giải cao của mic chúng ta hát đấy. Đó, là giải chép và giải cao của mic là chúng ta chỉnh ở đây. Đây là phần âm trung của mic, đây là phần âm trầm, nghĩa là âm thấp của mic. Đó. Anh em nào mà có cái chất giọng mà trầm nhiều thì chúng ta giảm cái này về. Anh em nào mà có cái chất giọng âm cao nhiều thì chúng ta chỉnh cái này lên. Đó. Đưa phần bass lên. Còn từ đây là phần echo của mic. Đó. Đây là echo và đây là phần delay. Cái delay này nó rất quan trọng anh em nhé. Đây là cái phần delay, là cái phần nhanh chậm tiếng của anh em chúng ta khi hát karaoke nó lặp đi lặp lại nhanh chậm, là cái phần delay này nó rất là quan trọng. Đây là cái đèn báo AUX. Thì với cái dòng vang cơ Lake FX8 này thì nó được thích hợp mà bắt Bluetooth không dây, cổng USB, chúng ta còn kết nối bằng cả cổng quang học nữa. Thì đây là phần đèn phần AUX, thì khi anh em sử dụng chúng ta chỉnh cái nút này, phần AUX, phần chuyển đèn sang quang học, Bluetooth, USB. Đó. Anh em nhìn quan sát đây là bốn cái dàn đèn. Khi chúng ta mở lên bốn dàn đèn nó sẽ nháy rất là đẹp. Đây là cắm mic 1 và mic 2. Chúng ta chỉnh mic 1, 3 và 2, 4 là chúng ta chỉnh phần trên này, to nhỏ của mic. Đó. Và anh em quan sát đây là cái mặt sau của chiếc vang cơ Lake FX8. Chúng ta kết nối dây nguồn cấp điện 220.
phần công tắc nguồn, phần cái lối dây bông sen từ cấp từ TV, máy tính, điện thoại, chúng ta cấp nền nhạc vào. Và đây là cái anten bắt Bluetooth không dây. Đây là cổng quang học, chúng ta kết nối cổng quang học thì anh em cắm vào đây. Đây là cái nút volume chỉnh music to nhỏ của vang. Đây là chỉnh súp, cắt giải tần của súp. Và đây là chỉnh volume to nhỏ của súp. Chúng ta kết nối jack ca lông súp xuống đẩy công suất. Đây là phần center. Chúng ta anh em nào mà sử dụng loa center thì anh em cắm kết nối từ đây xuống center xuống đẩy nhé. Và đây là hai jack ca lông, chúng ta kết nối xuống đẩy công suất. Các bác có thể kết nối bằng jack bông sen, hỗ trợ bằng cả hai jack bông sen. Đây là volume mic to nhỏ của mic. Đây là mic này. Mic không dây là các bác kết nối đằng sau. Và đây là kết nối bằng mic bằng hai jack ca lông. Đó. Lát nữa em sẽ test qua cho anh em nghe cái chất âm của cái lời mic của dòng mic cơ của dòng vang Lex FX8 này. Vừa rồi em test thử rồi, lời rất là hay. Đây là cái phần ruột của nó này, nguồn của nó, nguồn có mang tên là Lex FX8 này. Ruột già của nó rất là đẹp này. Cái phần lòng mè rất là ok anh em nhé. Đây là một dòng vang cơ Lex FX8 được sản xuất chính hãng tại Trung Quốc. Đó. Hàng chính hãng. Đấy. Chống rú rít rất là tốt. Về là em bóc ra là em test luôn. Hát rất là phê luôn đấy. Vang này hát thì quá phê rồi. Lát nữa em sẽ ca cho anh em nghe. Lời của nó rất hay. Phần echo rất là mượt mà. Em để đây em quay tổng thể cho anh em nhìn. Ok, em báo giá luôn để anh em lắm được với giá của chiếc vang cơ Lex FX8 mẫu mới 2020. Vâng, giá 1.400.000 đồng. Vâng, giá 1.400.000 anh em nhé. Giá 1.400.000 đồng cho một chiếc vang cơ Lex FX8. Mọi nhu cầu mua sắm toàn thể anh em hãy liên hệ cho bên em theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Vâng, giá rất ok cho anh em. 1.400.000 đồng cho một chiếc vang cơ Lex FX8. Bây giờ em test cho anh em nghe nhé. Giận hờn
nơi trời. Ôi bây giờ xa cách ngàn trùng, người đời thường hay gian dối. Tôi xin chấp nhận tôi buồn còn một mình, một mình bước đơn côi. Và từ đây tôi xin lại người đời, đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ chồng tôi. Chọn nghiệp đàn ta thế thôi, cho nhân gian mượn tin vui. Vâng, trước mặt toàn thể anh em, đây là những chiếc văng cơ có tên là Lake, mã sản phẩm FX8 có giá 1.400.000 đồng. Hát karaoke rất là phê. Nhớ hôm nào ta mới giận hờn, đưa nhau về đường phố mưa trời. Ôi bây giờ xa cách ngàn trùng, người đời thường hay gian dối. Tôi xin chấp nhận tôi buồn còn một mình, một mình bước đơn côi. Và từ đây tôi xin lạy người đời, đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi. Chọn nghiệp đàn ca thế thôi, cho nhân gian mượn tin vui. Đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi. Chọn nghiệp đàn ca thế thôi, cho nhân gian mượn tin vui. Đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi. Chọn nghiệp đàn ca thế thôi, cho nhân gian mượn tin vui. Tạm biệt quý vị và toàn thể anh em ở tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.